Nếu như các bạn đang có nhu cầu mua một chiếc laptop vừa được bảo mật tốt, hiệu năng cao, bền bỉ như ThinkPad mà còn thời trang, năng động thì sự lựa chọn mình giới thiệu cho các bạn trong tầm giá cực tốt chỉ hơn 16 triệu đồng chính là Lenovo ThinkBook. Lenovo ThinkBook 14S được trang bị khung sườn bằng hợp kim nhôm nguyên khối cực kỳ chắc chắn nên khả năng chịu lực và độ bền tốt. Chiếc máy tính này cũng giống như ThinkPad, đều được kiểm tra theo tiêu chuẩn độ bền Military Standard 810G của quân đội Mỹ về các bài test ở những môi trường khắc nghiệt như là nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, chống va đập. Bên cạnh đó thì ThinkBook 14S còn được trang bị công nghệ ITS 3.0 quản lý nhiệt độ máy trong quá trình sử dụng và hệ thống bảo vệ chủ động IPS giúp bảo vệ ổ cứng trong trường hợp là có lỡ tay không may làm rơi máy. Hướng tới đối tượng người dùng là khách hàng doanh nghiệp, lực lượng lao động trẻ, Lenovo ThinkBook 14S luôn đảm bảo đầy đủ những tính năng bảo mật, công nghệ Smart Power On, tích hợp cảm biến vân tay ở nút nguồn. Đối với những công nghệ cũ thì việc mở khóa bằng cách nhập mật khẩu khá tốn thời gian, thậm chí nhiều người còn không nhớ nổi mật khẩu hoặc rất dễ bị đoán ra mật khẩu. Vì thế với công nghệ mới này, Smart Power On mang tới sự tiện lợi trên laptop doanh nghiệp, mở khóa nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn, đồng thời tăng tính bảo mật hơn nhiều so với nhập mật khẩu. Think Shutter đảm bảo sự riêng tư của người dùng tối đa thông qua nắp chật vật lý để che camera. TPM 2.0 firmware cho phép mã hóa ổ đĩa qua Windows 10 BitLocker để đảm bảo dữ liệu kinh doanh được an toàn. Vantage Wi-Fi Security tiến hành phân tích rủi ro các mạng Wi-Fi và cảnh báo người dùng với những trường hợp không đáng tin cậy. Nhìn vào thiết kế máy thì đây là một chiếc laptop chỉ với cân nặng chưa đến 1,5kg, rất là dễ dàng mang đi di chuyển, làm việc với các thao tác chỉ cần dùng một tay để nâng đỡ máy. Bề mặt trước rất là trơn, mịn nhưng mà điều mình thích nhất chính là bề mặt này không bám vân tay một chút nào cả. Bản lề được làm bằng chất liệu hợp kim kẽm và theo như hãng cho biết thì bản lề này có thể gập mở được 25.000 lần. Bản lề khá chắc chắn, các bạn sẽ phải dùng hai tay để có thể mở máy. Một điểm cộng cho chiếc Lenovo ThinkBook 14S là bản lề có thể mở ra được một góc 180 độ, phù hợp cho các cuộc họp, làm việc nhóm hoặc là đi gặp đối tác. Màn hình thì vẫn là màn hình 14 inch, độ phân giải Full HD, nhưng tấm nền là tấm nền IPS với độ sáng 250 nit kết hợp với công nghệ anti-clay chống lóa trong môi trường ánh sáng bất lợi. Với công nghệ này sẽ giúp cho các bạn sử dụng máy dễ dàng hơn ở trong môi trường quá sáng, giúp màu sắc ổn định, góc nhìn rộng. Vì thế khi ngồi làm việc lâu trước màn hình của ThinkBook 14S cũng sẽ giúp mắt của các bạn đỡ mỏi và chói hơn. Chuyển xuống phần bàn phím thì bàn phím nông, hành trình phím không sâu lắm, nhưng bù lại thì bề mặt phím nhám, bám tay, dễ ấn, layout phím dễ làm quen và sử dụng. Touchpad có kích thước vừa phải, khả năng tracking tốt. Thêm vào đó thì touchpad được hỗ trợ cho các thao tác 3 hay 4 ngón rất tiện lợi. Về cấu hình thì máy được trang bị CPU Intel thế hệ 10 Core i5-10210U 4x8 luồng, 8GB RAM DDR4, 256GB SSD và card đồ họa tích hợp UHD Graphics. Với cấu hình này thì mọi nhu cầu tác vụ từ cơ bản đến nâng cao máy hoàn toàn có thể đáp ứng. Các bạn có thể mở hàng chục tab Chrome, vừa giải trí vừa làm việc, vừa sử dụng Word, PowerPoint, Excel một cách thoải mái. Cổng kết nối đầy đủ khi có một cổng HDMI, một cổng USB Type-C hỗ trợ DisplayPort và Power Delivery, một jack audio combo, hai cổng USB Type-A, trong đó có một cổng luôn hoạt động để có thể sạc được các thiết bị khác cho dù máy có bị tắt đi. Máy được trang bị hai loa Dolby Audio cho chất lượng âm thanh phục vụ nhu cầu giải trí ổn. Thời lượng pin cực kỳ ấn tượng, theo như Lenovo thì có thể lên đến 11 tiếng, có hỗ trợ sạc nhanh 80% trong vòng 1 giờ đồng hồ, đủ sức để các bạn có thể đem máy theo làm việc giải trí trong cả một ngày dài. Ngoài ra, khi mua bất kỳ sản phẩm nào của Lenovo thì người dùng đều được hưởng chính sách bảo hành của sản phẩm là On-Site Premier Support 12 tháng. Ngoài bảo hành về phần cứng ra thì chính sách Premier Support của Lenovo còn hỗ trợ cho các bạn cả những lỗi phần mềm 24/7. Tổng kết lại là với mức giá hợp lý chỉ hơn 16 triệu đồng, thiết kế máy đẹp, hiệu năng cao, độ bền đạt chuẩn, kèm theo dịch vụ hỗ trợ tốt nhất của Lenovo, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng mà không phải lo lắng về bất kỳ điều gì. Đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới mô tả của video nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào, thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.